cho chúng con vào trong tu viện Vương Thiều Đại học Trung cấp. Tới năm 2006, chúng con được Hòa Thượng Bổn Sư cho chúng con đăng đàn Hòa Thượng Túc Giới. Và rồi, sau khi học xong trung cấp, con lại tiếp tục đăng đủ trên chức trường học tập. Tới năm 2011, chương trình học học viện Phật giáo của con hoàn tất. Con trở về lấy bổn từ của Bổn Sư để nghĩ rằng mình sẽ có thời gian ở đó để cúng dường và phục vụ cho Hòa Thượng Bổn Sư với tâm huyết của Hòa Thượng đã nuôi dưỡng cho con đi học được tấm thân về mạng này. Con cứ nghĩ lại là có những lúc vào buổi sáng 4 giờ sáng con phải vào tu viện Vương Thiều để học. Hòa Thượng là người đã dạy từ lúc 2 giờ rưỡi 3 giờ nhắc nhở con. Nhắc nhở con thức dậy để nấu ăn sáng và hãy đi. Và lúc con biết chính Hòa Thượng Bổn Sư là người ra mở cánh cổng cho chúng con đi học. Sau những năm đi học về rồi, chúng con cũng nghĩ rằng mình sẽ có một chút ít thời gian để phục vụ cho Thầy. Nhưng nào ngờ đâu Phật sự tới, con được chư tôn đức trong tông môn Pháp Phái cử để về chùa Lợi Quang đảm nhiệm bổn phận tu trì, hướng dẫn Phật tử tu tập. Và con nghĩ rằng trong khoảng thời gian này, con có thể gần gũi Hòa Thượng Bổn Sư để chăm sóc nhân quyền của con. Khó được thành tựu bởi vì con về mới được gần 3 tháng. Hòa Thượng Bổn Sư của chúng con trong thời gian lo lắng cho chúng con bởi vì chúng con mới ra làm tu trì phải đối diện với rất nhiều thứ. Hòa Thượng luôn ân cần nhắc nhở, nhưng cái sự ân cần nhắc nhở đó tới chúng con không nhận được bao lâu thì Hòa Thượng đã viên tịch. Chúng con muốn báo đáp ân đức đó, chúng con cũng không biết làm sao để thể hiện. Chúng con chỉ xin phát nguyện làm sao phục vụ cúng dường Tam Bảo để đền đáp ân đức và kỳ vọng của Hòa Thượng vào nơi chúng con. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiện đức, trong giây lúc thiên nhiên trọng đại lắng lòng nghe truyền dạy khẩu tiên, con xin đối trước chư hiền đưa đời phát nguyện hiền truyền tín dân. Kính thưa liệt quý vị, trong giây phút thiên nhiên trọng đại này, phụ thuộc trước hình ảnh uy nghiêm khả kính của chư tôn giáo phận thường trực, ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định, huyện và ban trị sự các cấp các huyện bạn, dưới sự chứng minh của chư tôn Đức Tam Ni, cũng như sự hiện diện của chư vị quý vị quan cấp chùa các cấp lãnh đạo chính quyền cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, xin cho con dâng tròn tấm lòng chí thành chí kính khi đón nhận sứ mạng thiên liên mà chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể quý liệt vị đã tin tưởng và giao phó. Thế phút này con cứ ngỡ rằng mình như một kẻ hứa hẹn được diễm phúc đón nhận thánh chỉ vô ban với mỗi lòng tràn ngập niềm hân hoan khó tả cùng với bao cảm xúc dân trào kính bạch quý ngài. Con kính nghe thánh pháp nhãn tàng được truyền thừa bắt nguồn từ nhất hoa huyền thoại, thiền môn đạo mạch được trường tồn không ngoài ngũ diệt lưu phương, dòng tàu khê nước chảy từ nguồn pháp đốn tiệm sáng soi thiền ủ.
Sở dĩ Phật Pháp Trường Lưu, Tổ Ấm Trùng Quang, Đồng Lâm Hương Thành là do Chư Tăng Ni với trọng trách hoằng tiền chánh pháp và hàng Phật tử tại gia với vai trò là người hộ trì chánh pháp. Hôm nay con được diễm phúc cung kính đông nhận nhiệm vụ quan trọng trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng để tiếp ánh sáng nối mùi hương làm rạng rỡ tổ đăng huy hoàng Phật nhật. Con vẫn biết chặng đường trước mặt còn dài xa và còn nhiều thử thách, nhưng được lúc mình với bóng đại thọ của Chư Tôn Giáo Phẩm, được sự hướng dẫn chỉ đạo của Chư Tôn Thiện Đức, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền cùng sự trợ duyên ủng hộ nhiệt tình của quý thiện nam tín nữ, thì có khó khăn gian khổ con xin nguyện nhận thân làm tròn trọng trách ích đạo đẹp đời mà quý ngài đã tin tưởng giao phó. Chư Phật tổ truyền đang tục diện, thế hệ con trách nhiệm kế thừa, nói theo gương hạnh người xưa, làm cho Phật Pháp truyền thừa thế gian. Nay phủ phục nhận mang trọng trách, dù khó khăn thử thách gian nan, cầu xin Tam Bảo gia trì cho con sức mạnh của nguy chẳng ngại. Xin phát nguyện quý ngài chứng minh với luật gìn để xứng với danh, trụ trì hai chữ thanh cao mà Chư Tôn Đức đã dành cho con. Nay dân tấm lòng son kính nhận, biết từ đây ngăn chặn lỗi lầm, sa môn phát nguyện hành thâm, diệt trừ phiền não đoạn mầm tham sân, hướng dẫn người tu nhân giải thoát. Nguyện kính dân thánh xuất mọt này, làm viên gạch nhỏ đắp xây ngôi nhà Phật Pháp ân đầy, ân đây đắp đời. Con xin phát nguyện, nguyện trọn đời hành trì giới luật, phụng sự chúng sanh bằng dương chánh pháp, lợi lạc hữu tình. Xin nguyện trung chiên giáo hội giữ gìn phẩm hạnh trụ trì, dẫn dắt đại chúng cùng tu học, cùng ngộ nhập tri kiến Phật trên tinh thần giáo điển Như Lai, trong khuôn phép hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban trưng ban sự trung ương và pháp luật nhà nước hiện hành. Để cùng đại chúng kiến tạo ngôi già Lam Huệ Quang, thiết đến mắt thị trấn Cộng Sơn, huyện Hòa Nhân, Bình Định được viên mãn, và con xin trọn đời lấy sự giải thoát làm mục tiêu, lấy trí huệ làm sự nghiệp, lấy giới luật làm vị đạo sư, lấy chúng sanh làm trường hoạt động, lấy tình thương làm chất liệu xây dựng cuộc đời. Có như thế mới đền đáp được phần nào ân đức sâu xa của quý ngài. Trước khi dứt lời, con xin bày tỏ lòng tri ân tôn kính, thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Giáo Phẩm, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, huyện Hoài Nhơn, thị trấn Cần Sơn, được pháp thể kinh an cùng Chư Tôn Hòa Thượng với Thường Tọa Đại Đức Tăng Ni Pháp Hành Viên Dung, Pháp Thân Thường Chứng luôn hiện hữu là những vị thuyền trưởng tại ba lèo lãng con thuyền giáo hội tỉnh Hà trên suốt cuộc hành trình trở về bờ giác. Và con kính nguyện Chư Phật gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Ni tứ đại điều hòa hoàn thành sứ mạng đại Phật tuyên dương cùng đạo ích đời, góp phần xây dựng một xã hội an vui, thuận lương và tươi sáng. Cũng không quên kính chúc chư vị quý khách của các cấp lãnh đạo chính quyền cùng thiện tín Phật tử được dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường, thực hiện tốt công tác vì nước quyên thân, vì dân phục vụ, góp phần xây dựng phát triển nhà nước ngày càng giàu đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.